À, về tổng quan chúng ta thấy rằng là từ cuối thế kỷ thứ 20 á, thì an toàn trong game đã có những tiến bộ rất đáng kể. Nó đào tạo được nâng cao lên thông tin rộng rãi, đặc biệt là cải tiến các cái thang điểm đánh giá chức năng cơ quan. Ví dụ như hồi nãy bác sĩ Dũng nói đó, LISCOR là đánh giá của về hô hấp của ARISCAT, đánh giá chung có thể PIPOSUM. Có rất nhiều cái cách đánh giá hoặc là đánh giá thần có thể SPARC để các bạn thấy rằng là mình đánh giá cái nguy cơ, từ đó mình theo dõi và quản lý các cái diễn biến trong mổ nó an toàn hơn. À, về quản lý dịch trung phẫu á, thì cũng được cân nhắc nhiều, đặc biệt là vào thập niên đầu của thế kỷ 21 thì các chiến lược của ERAS chúng ta thể cho ta cho từng chuyên khoa một, cứ mỗi năm có thể ra một hoặc hai cái ERAS từng chuyên khoa và từ đó đưa ra những cái hướng dẫn trong cái điều trị cũng như là chứng cứ y học thuyết phục, thì nó góp phần mang lại rất nhiều cái kết quả của chúng ta hơn. Tuy nhiên cái tỷ lệ mà mắc bệnh và tử vong sau mổ về cơ bản vẫn không thay đổi. Đó là cái không vui của chúng ta. Vì sao? Chúng ta thấy tử vong sau mổ vẫn đứng thứ ba trong các nguyên nhân gây tử vong chung toàn cầu và cũng là tiếp tục là gánh nặng lớn về sức khỏe hàng đầu trên thế giới. Chúng ta nhìn vào một cái bảng này, chúng ta sẽ thấy rằng là cái tử vong 30 ngày sau phẫu thuật nó đứng hàng thứ ba sau bệnh tim mạch và sốc. Vậy thì chúng ta thấy chúng ta làm được cái gì trong những năm này? Nếu chúng ta còn không có thay đổi được nữa thì sau đó nó sẽ tiến tới là khoảng chừng 6 triệu người trong một năm có thể tử vong sau mổ. Đây là con số đánh báo động lên cho chúng ta và nhắc nhở chúng ta phải cần làm gì thêm. Thì tổn thương cơ quan trung phẫu đây là một nỗi ám ảnh của gây mê hồi sức. Tại vì chúng ta phải tiếp cận lên tất cả các cơ quan. Thay vì các bác sĩ chuyên khoa thì họ tim mạch hoặc là phổi hoặc là thận hoặc là những cái từng hô hấp từng chuyên khoa, thì bây giờ chúng ta gắn hết tất cả các chuyên khoa và tổn thương cơ quan trung phẫu là tổn thương tất cả các cơ quan có thể xảy ra. Trong các loại tổn thương cơ quan chức năng này thì ở giai đoạn hậu phẫu thì nổi bật nhất là tổn thương thận cấp, làm suy giảm chức năng thận trong vài giờ đến vài ngày sau mổ thôi và chiếm đến 20 đến 40% ở người bệnh có nguy cơ cao. Thì năm 2017, Mears đã đưa ra một cái nghiên cứu báo cáo với tỷ lệ tổn thương thận cấp ở nội viện. Thì riêng với cái tất cả bệnh nhân nằm viện thì chúng ta thấy rằng khoảng chừng 2 đến 18%. Tuy nhiên ở bệnh nhân nằm ở ICU có thể từ 20 đến 50, gần 60% ICU. Và các nghiên cứu hiện nay cho thấy rằng tổn thương thận cấp này có thể suy giảm chức năng đến các cơ quan khác nữa chứ không dừng lại ở cái thận. Và chúng ta thấy xem ra còn rất nhiều trở ngại trong cái phòng ngừa tổn thương thận cấp, với ước mong là cải thiện được cái kết cục của phẫu thuật. Cái hệ lụy sau tổn thương thận cấp trước phẫu thì hiện nay chúng ta thấy rằng càng ngày càng có nhiều người cao tuổi, giống như bác sĩ Đông đã trình bày đó, thì cái thang càng ngày càng mở rộng phía trên ra, thay vì nhọn trước thì bây giờ cái tháp nó càng ngày càng mở rộng phía trên ra và nhiều bệnh lý đi kèm nữa. Do đó nên cái tổn thương thận cấp trước phẫu thì chúng ta thấy thường gặp hơn và có tỷ lệ tử vong cũng như bệnh tật càng ngày càng tăng lên. Cái khác biệt nổi bật khi so sánh một người bệnh ở giai đoạn trước phẫu có hoặc không có tổn thương thận cấp là cái gì? Thứ nhất là tăng nguy cơ tử vong ngắn hạn và dài hạn. Thứ hai là tăng chi phí nằm viện. Thứ ba là tăng sử dụng các cái nguồn lực. Mình phải đối phó với rất nhiều. Vì vậy nếu mình nhận biết sớm được các cái tổn thương thận cấp và mình có một cái hướng điều trị nhắm đích thì chúng ta sẽ hy vọng rằng sẽ có cải thiện được cái kết cục của người bệnh. Đối với một người bệnh có tổn thương thận cấp thì gần như là ngoài tiêu chí về điều điều nó điều tệ hơn cái người mà không có thể gấp 2 hoặc gấp 3 lần. Riêng về một vị như chúng ta thấy là ngày nằm viện nó thể kéo dài hơn tới 16 ngày so với 5 ngày ở đúng người bình thường. Đối với chi phí điều trị thì tăng lên gấp 3 lần. Đối với cái tái nhập viện trong 30 ngày thì tăng lên gần 30%. Và bây giờ mình chúng ta thấy rằng cái tỷ lệ tử vong nội viện đối với cái người mà không có tổn thương cấp hoặc là mức độ trung bình hoặc là mức độ nặng thì chúng ta thấy cách nhau rất là nhiều, một từ 2% đến 30%. Và chúng ta thấy rằng là cái diễn biến ngắn hạn và dài hạn liên quan đến tổn thương cấp với mức độ nặng nó tiến triển tăng dần. Điều này cần chúng ta phải có một cái gì để hướng đến đến cái mà phòng ngừa chuyện này, thì trước hết là cái tiêu chí chẩn đoán tổn thương cấp. Riêng cái tiêu chí chẩn đoán tổn thương thận cấp này á thì từ trước đến giờ chúng ta sẽ dựa vào hai cái, một là creatinine huyết thanh, hai là cái lượng nước tiểu, cái output đó. Thì về creatinine huyết thanh thì nó tăng muộn lắm, đến khi độ lọc của thận phải mất đến 60-50% cái chức năng á, thì khi đó mới creatinine mới tăng lên. Thứ hai nữa là cái lượng nước tiểu thường đã hạn chế trong phẫu thuật rồi, vì do nhiều nguyên nhân, có thể do stress, do truyền dịch hoặc là do bệnh nhân nhịn ăn uống vân vân, thì
cái nước tiểu vốn dĩ đã thấp là chuyện bình thường. Mà chúng ta thấy trong thời gian chúc phẩm, thời gian rất là ngắn thôi, ít nhất chúng ta tính ngay trong mổ hoặc là trước mổ một chút và sau mổ khoảng chừng 24-48 tiếng, thì đây là một thời gian rất thách thức cho dân gây mê hồi sức. Chúng ta chỉ có thời gian chừng đó thôi, mổ xong rồi đi rồi, không có nằm phòng nằm nữa. Cho nên chúng ta không đánh giá và không nhận định được để phòng ngừa thì chúng ta mất cơ hội. Bây giờ liệu chúng ta còn cơ hội để khắc phục kịp những cái hậu quả diễn biến của đó không? Thì ở đây chúng ta thấy có một số về vấn đề thuật ngữ. Năm 1941 là đã đưa ra vấn đề suy thận cấp rồi, cái đó là acute renal failure. Và đến năm 2004 chúng ta thì không còn dùng từ acute failure nữa mà bắt đầu dùng chữ AKI, acute kidney injury. Mình các nhà trong y văn đã nhấn mạnh cái việc này là một thái độ cực kỳ lớn đối với ngành nội học. Là vì sao? Đối với renal failure thì chúng ta thấy nghe chữ renal là chúng ta mang một cái medical term, một cái thuật ngữ y khoa. Failure cũng một thuật ngữ y khoa. Trong khi những câu chuyện này là chuyện cho toàn dân, cho mọi người đều nhận biết hết, thì họ dùng một thuật ngữ cực kỳ là phổ thông, dùng cái kidney. Kidney là thần ai cũng biết rồi, hoặc là injury là tổn thương, và nhắm đến cái tổn thương thần, nhắc đỡ đến tổn thương thần, và rất là cụ thể, mang tính cộng đồng, chứ không còn mang cái tính hàng lâm của thuật ngữ y khoa nữa. Vì vậy từ ngay 2004 thì chúng ta thấy là họ đã nhắc nhở đến AKI, và sau đó Cardigo hoặc là Rifle hoặc là Akin đã đưa ra rất nhiều cái chẩn đoán. Và cũng nổi bật nhất là năm 2012 bắt đầu có định nghĩa về tổn thương thần cấp theo Cardigo. Tuy nhiên từ năm 2012 đến giờ là 10 năm rồi, thì có chuyện nó xảy ra có nhiều vấn đề. Và sau đó đến năm 2016 đến ngày 2018, thậm chí đến ngày 2019 này, thì chúng ta thấy là tất cả những cái tiêu chí chẩn đoán nó không còn dừng lại ở nước tiểu và cái creatinine nữa, mà đã bước vào biomarker là những cái dấu chỉ sinh học mới, nhanh hơn và nó tiện lợi hơn. Vấn đề chúng ta có tiếp cận được cái đó không là vấn đề khác, ít nữa thế giới đã có những vấn đề như vậy rồi và chúng ta đi lần lần là những cái chuyện này. Thì cách định nghĩa của cái tiêu chí định nghĩa của cái tổn thương thần cấp ở các nơi có rất là nhiều, có rất nhiều tiêu chí dựa vào rất nhiều yếu tố, mà gần đây nhất thì chúng ta thấy nó dựa vào ba yếu tố lớn là cái tiêu chí của Rifle, tiêu chí của Akin và tiêu chí của Cardigo. Và người tất cả các cái nghiên cứu lâm sàng cũng như là các cái thực hành lâm sàng đều dựa vào Cardigo. Năm 2012 nó dựa vào ba cái tiêu chí này, thì chủ yếu là dựa vào hai cái biomarker cổ điển đó, gồm có là nước tiểu và creatinine. Các bạn cứ nhớ vậy, là cái đó là cái kinh điển, biomarker đầu tiên kinh điển. Theo tiêu chí này thì nó phân chia hai loại: tăng creatinine tăng hoặc là thiểu điều, hoặc là chứ phải và nhé. Cái đó tiêu ít cũng là tổn thương thần cấp rồi, hoặc là creatinine tăng là tổn thương thần cấp rồi. Và nó chia ra là ba giai đoạn: giai đoạn 1, giai đoạn 2 và giai đoạn 3, tùy theo mức độ nước tiểu giảm dần và creatinine tăng dần. Đó, thì một trong hai yếu tố này đều dễ lắm. Thì người ta tính rằng là nếu dựa vào đó thì có những người có những nghiên cứu rất là dễ, có những nghiên cứu rất là khó. Người ta tính khoảng chừng 18-52%. Nếu mà không tính cái nước tiểu thấp á, chỉ tính creatinine tăng không á, thì khoảng chừng 18% là có tổn thương thần cấp sau mổ. Nhưng mà đến tính cả cái tiêu chí nước tiểu nữa, hoặc là tròn tiêu chí nước tiểu làm chính thì có thể lên 50%. Thì mình nói rồi, cái nước tiểu ít là một chuyện xảy ra thường xuyên trong vòng 6 tiếng đồng hồ sau mổ, chúng ta tránh được. Và chỉ cần giảm nước tiểu dưới 0,5ml 1kg ngàn giờ trong 6 giờ là mình xếp là tổn thương thần cấp rồi. Thì cái đó là quá quá rộng rãi. Và cũng dựa vào đó, dựa vào Cardigo thì năm 2015 thọt là nghiên cứu hồi cứu đến gần 40.000, và ta thấy rằng là chỉ cần tăng nhẹ creatinine thôi thì mà chưa đủ đáp ứng cái tiêu chí Cardigo, có nghĩa là chưa tới được 0,5, chưa tới 0,3 mà chỉ là mới bắt đầu thôi creatinine thôi, thì đã tăng gấp đôi cái tỷ lệ tử vong trung phẫu rồi và kéo dài thêm thời gian điều trị rồi. Và sau đó có nơi năm 2017 cùng một nghiên cứu khác nữa, và người ta thấy rằng là 6,8% người bệnh được khảo sát bị tổn thương kéo dài thì có tỷ lệ là 13,3%, trong khi những người mà không có tổn thương thần cấp á, thì cái tỷ lệ này chỉ có 0,9% thôi, một con số chúng ta gấp 10 lần, gấp hơn 10 lần nếu có tổn thương cấp và đưa đến tử vong nội viện. Sau một năm thì những người đó ta nghiên cứu lại thì có tăng 26-27% người bệnh bị tổn thương thần cấp á, tử vong, và trong khi đó chỉ có 6% thôi người bệnh không bị tổn thương thần cấp thì có tỷ lệ tử vong. Như vậy là chúng ta thấy rằng là tổn thương thần cấp sau mổ dù là nhẹ thôi nhưng mà nó liên quan rất chặt chẽ với cái nguy cơ tử vong trong vòng một năm sau mổ.
Đó, nhưng chúng ta tăng lên chút, chúng ta nhiều khi chúng thấy là cái khi độ tăng lên của họ nó vẫn nằm trong cái giới hạn bình thường. Ví dụ như tôi cho là creatinine 0,8 đến 1,2 chẳng hạn, nhưng mà trước đó bệnh nhân 0,6 nó tăng lên 1, có nghĩa là đã tăng đủ tiêu chí để chẩn đoán là tổn thương gấp rồi. Đó, cho dù là một trong giới hạn bình thường, thường thường chúng ta xem ồ một bình thường, nhưng chúng ta quên rằng trước một nó còn 0,5 mà. Cho đó cái đó cũng là nhắc nhở để chúng ta nhớ đến cái chẩn đoán này. Như vậy cả hai nghiên cứu của Cork và của Conner đều kết luận rằng ngay cả khi có tổn thương tầng cấp mức độ nhẹ cũng có thể nguy cơ cao đáng kể. Nguy cơ cao liên quan đến gì? Thứ nhất là tăng tỷ lệ tử vong, thứ hai là tăng thời gian làm việc. Đến năm 2020 thì Mattis đã đưa ra một cái nghiên cứu cũng khá hay. Như vậy là yếu tố gì chính để đưa đến cái nguy cơ này? Thì họ cho rằng thứ nhất là thiếu máu, thứ hai là tổn cái độ lọc cầu thận, thứ ba là đánh giá độ SA, thứ tư là cái nguy cơ của phẫu thuật và thứ năm là thời gian kéo dài của phẫu thuật. Nếu nắm yếu tố đó là người ta thấy nắm yếu tố này là có liên quan chặt chẽ đến cái tổn thương tầng cấp theo cái Mattis. Vậy chúng ta chờ mong gì để giúp chẩn đoán sớm? Người ta mong được cái chuyện gì? Chúng ta cho rằng hai cái yếu tố biomarker đó là nó cũ quá, mất thời gian quá, chờ lâu quá, mà trong khi nó đã tổn thương tầng cấp rồi mình biết. Thì hiện nay chưa có một phương tiện nào nhận diện đáng tin cậy cả. Và người ta phương pháp tiến cận hiện nay chúng ta thấy rằng là vẫn dựa vào creatinine và lưu lượng nước tiểu thôi. Cho đến bây giờ các bạn ở các bệnh viện vậy, ngay bệnh viện nào có dưỡng đây cũng như thế thôi, chưa có một cái gì cả. Và chúng ta mong chờ gì? Chúng ta mong chờ các biomarker mới gọi là novel biomarker để xác định sớm hơn. Và nhiều cái nghiên cứu và tình tiến tất nhiên là translational study đó mà đưa vào lâm sàng để áp dụng sớm chuyện này. Và chúng ta theo nghĩ rằng là liệu chúng ta tìm ra những cái biomarker mới này nó có cải thiện được cái như mong muốn của tình trạng tổn thương này có phải không? Chúng ta tiếp theo những cái slide sau chúng ta thấy rằng novel biomarker là và cảnh báo sớm tổn thương tưởng. Thì gần đây novel biomarker nó nổi lên giống như một cái trào sóng nó dùng lên từ 2014, 2015, 2018. Người ta làm quá trời trời luôn các cái biomarker mới này. Và người ta chia hai nhóm. Một nhóm là tổn thương thần thần cấp dưới lâm sàng. Có nghĩa là tăng nồng độ novel biomarker đủ với tổn thương thần cấp. Nhưng mà không đủ tiêu chí để phân loại của Cardigo. Tên lâm sàng á. Thế cái phân loại Cardigo thì nó chưa đạt được tổn thương tầng cấp, nhưng biomarker đã là dương tính rồi. Thì người ta gọi là tổn thương tầng cấp dưới lâm sàng, subclinical. Hoặc cái thứ hai là tổn thương tầng cấp mất chức năng, gọi là đủ tiêu chí của Cardigo rồi, nhưng mà biomarker có thể nó chưa, không thể hiện, hoặc là không tìm ra, hoặc là không có. Thì đưa hai chuyện đó. Và người ta thấy, trong quá khứ của mình đi học từ trước đến giờ thì tổn thương tầng cấp thường ta chia ra ba loại, một loại trước thần, một loại tài thần, hoặc là sau thần. Mình nói như vậy thôi, nhưng thật sự nó bị trồng lấp với nhau. Do đó mình đôi khi nó mới đó thì thấy trước thần, mình nhìn lại thấy là tài thần rồi. Tự nhiên nó cái diễn biến nó rất nhanh, và đôi khi chúng ta không nghĩ rằng là mới đó mình làm sao nhanh vậy. Không, nó đã đến rồi. Vì vậy nên những cái cách phân chia này nó không còn rõ ràng nữa. Tuy nhiên người ta cũng phải tìm hiểu xem nguyên nhân nào là trước tầng, nguyên nhân nào là tại thần và nguyên nhân nào là sau tầng. Thì người ta thấy trước thần người ta có hai nhóm. Một nhóm là liên quan đến huyết động và một nhóm là liên quan đến mất tính điều hòa của thần. Chúng ta biết là trong thần nó có cái khả năng điều hòa. Để mà nó tưới máu thần, nếu huyết áp thấp thì nó điều hòa giống như tưới máu não vậy, nó có điều hòa được chuyện đó. Nhưng mất tính điều hòa, một trong những cái tính chất mất điều hòa đó có thể các cái thuốc non-steroid này, các cái thuốc ức chế thụ thể, ức chế men chuyển đều có tác dụng hết. Và ở tài thần thì chúng ta liên quan đến rất là nhiều, liên quan đến cái nhiễm trùng hoặc liên quan đến thiếu máu, hoặc là các cái thuốc mà gây độc thần, các cái thuốc mà chúng ta gây độc thần hoặc là vasculitis. Thì những cái chuyện này là ở nguyên nhân tài thần. Còn sau thần thì chúng ta thường biết là do bị các tắc nghẽn, có thể là bị sỏi hoặc mình nó. Thì và từ đó chúng ta đưa ra một cái nhìn rộng hơn là về giảm tưới máu là trước thần. Ứ máu tĩnh mạch, cái này là chúng ta ít để ý. Có nghĩa là khi mà CVP cao quá thì nó sẽ giảm tưới máu thận. Vì sao? Người ta tính là tưới máu thận là áp lực động mạch trung bình trừ đi cho CVP. Giống như là áp lực tưới máu não vậy, thì là áp lực động mạch trung bình trừ cho áp lực nội sọ thì mới đến cái đó. Và nếu mà chúng ta ứ máu nhiều quá thì nó sẽ làm giảm tưới máu thận. Ví dụ như trong hội chứng khoang bụng chẳng hạn, ACS, thì chúng ta thấy là tăng áp lực của bụng thì nó vừa giảm động mạch tưới máu thận, đồng thời ứ máu tĩnh mạch làm cho cái áp lực ở sau thận nó cao lên. Vì vậy tưới máu thận trong trường hợp nó cực kỳ giảm, và chúng ta phải theo dõi sát áp lực ở bụng là vậy. Mà đôi khi chúng ta theo dõi áp lực sát ở bụng mà quên là theo dõi áp lực CVP. Vì vậy đấy là một lý do vì sao những cái người trường hợp bệnh nhân bị suy tim, bệnh nhân bị suy tim sung huyết
thì tình áp lực thận tới máu thận nó giảm đi, cho dù huyết áp họ vẫn còn giữ được. Bây giờ cơ chế bệnh học thì chúng ta thấy cũng hiểu đơn giản rằng là do tưới máu không thỏa đáng là cơ chế chính, CVP cũng ảnh hưởng hơn như mình đã nói rồi. Thì ban đầu thận duy trì bằng cái độ lọc của thận bằng cách là nó giải phóng vasopressin ADH là tăng angiotensin 2 lên để mà kích hoạt hệ RAS lên để làm gì, để tăng tưới máu thận. Nhưng mà nếu mà chúng ta không cải thiện được thì nó càng ngày càng xấu, tại vì nó cái cuối cùng của angiotensin là nó vừa có cả động mạch đến và vừa có cả động mạch đi luôn, và khi đó là mất khả năng. Vì vậy mà những cái khả năng từ điều hòa đó thì nó cũng trước đây thì mình nghĩ là khoảng chừng 60, huyết áp trung bình 60 là được, nhưng mà thực tế nếu điều hòa tốt thì trên 70-75, còn nếu dưới đó thì bắt đầu có giảm cái khả năng từ điều hòa đáng kể ở trong thận. Với các cơ chế thường gặp chúng ta thấy ở đây mình đưa mình một số minh họa đây thôi, là ví dụ ở đây là có thận bình thường ha. Rồi còn nếu mà chúng ta thấy nó giảm tưới máu thận trong trường hợp prostaglandin là gì? Prostaglandin nó giúp cho giãn cái động mạch thận ra. Còn nếu mà chúng ta dùng các cái thêm ức chế prostaglandin, không có prostaglandin này giống như nông steroid chẳng hạn thì nó sẽ có giảm động mạch thận tới, hoặc là angiotensin 2 cũng vậy. Thì tất cả những cái này là các cái cơ chế có thể đọc thêm hoặc nhìn trong tài liệu, chúng ta sẽ biết được là có nhiều cơ chế là liên quan đến chuyện mà điều hòa, cái mất tính điều hòa của tưới thận. Với những yếu tố ngoài nó còn những yếu tố của chính người bệnh hoặc là phẫu thuật dễ bị giống như hệ hoạt hóa hệ RAS, tăng stress chuyển hóa, tổn thương do cytokine trong cái ví dụ như trong COVID chẳng hạn ấy, chúng ta thấy một vùng trời mà chúng ta hiểu rồi đó, tổn thương tế bào nội mô. Các chứng cứ khoa học cơ bản và nghiên cứu lâm sàng để cho rằng tổn thương thận cấp không phải là một yếu tố mà một cái hội chứng gồm nhiều mặt tác động vào, mà không chỉ là tổn thương tại thận đơn thuần mà nó còn tổn thương tại rất nhiều các cái cơ quan liên quan, ví dụ như gan, ví dụ như là thận, não, tim, phổi và hệ miễn dịch. Như vậy là khi chúng ta nhìn vào cái tổn thương thận không phải chúng ta nhìn đơn thuần cái nước tiểu và creatinine, mà chúng ta bắt đầu nhìn quanh bao quanh những chuyện khác rồi. Cái yếu tố liên quan chúng ta thấy là có thể là người bệnh như bản thân họ bị suy thận rồi, nhưng độ 1, độ 2, trên 1,2, hồi nãy bác sĩ Dũng nói là trên 1,5, cho mình nghe trên 1,2 là bên thận học là sợ rồi. Tất nhiên là có yếu tố đó, là yếu tố rất gọi là yếu tố độc lập với tình trạng tổn thương thận cấp sau mổ. Các yếu tố khác giống như tuổi cao, bệnh nền hoặc là BMI cao thì chuyện đó chúng ta không tránh được. Thì năm 2016, Grams đã một nghiên cứu để xem cái tỷ lệ mà cái những người bị tổn thương thận cấp sau phổ loại phẫu thuật gì, thì ông ta đưa ra trên 160.000 người bệnh, thì gần như là cái phẫu thuật nào cũng có tổn thương thận cấp sau mổ cả, và đứng đầu quả lại là phẫu thuật tim. Và các yếu tố giống nhau thường thường là tuổi cao, tăng huyết áp, đái tháo đường và cái độ lọc của thận thấp. Vì vậy nên những cái đó là những cái mà bắt đầu chúng thách thức cái giới gây mê của chúng ta. Trong gây mê chúng ta không phải chuyện gì cũng mời thần, không phải chuyện gì cũng mời tim mạch, không phải chuyện gì cũng mời hô hấp. Đôi khi chúng ta phải tự quyết, mà phải tự quyết trong mà thiếu kiến thức hoặc là thiếu phương tiện thì cũng rất là khó. Ở đây chúng ta thấy là khi mà nhồi bệnh nhân bị đau thắt ngực hoặc là bị khó chịu đau vai đâu, không điển hình đâu, vào bác sĩ cấp cứu họ nhận ngay thời gian vàng, bệnh nhân mới đau phải không, họ lại làm troponin liền. Để làm gì? Để đánh giá. Troponin là một biomarker để đánh giá sớm, rất sớm cái tình trạng tổn thương cơ tim, nhồi máu cơ tim. Và cái troponin T này nó làm gì? Nó giúp cho những trường hợp là không phải đánh giá một điểm mà đánh giá cái gọi là hoạt động của nó, có tăng động hay không, có tăng hay không, có giảm hay không, tức là cái tính động năng của nó để giúp. Thì họ từ nhồi máu cơ tim chúng ta thấy rằng trong 1-2 giờ đầu nó lên rất là cao, họ có phương tiện rất là tốt. Hoặc là bên chỗ sốc khi mà có yếu tố người ta đưa vào kinh điển, người ta đưa vào cộng đồng luôn, là nếu có hơi méo mặt, bị yếu tay chân tới bệnh viện liền. Tại vì sao? Người ta cần cái thời gian vàng 3 giờ đến 6 giờ có thể dùng các thuốc tiêu sợi huyết hay không, hay là can thiệp mạch động mạch não hay không. Giống bên tim cũng phải cần thời gian vàng để người ta can thiệp cái mạch vành. Bên thận chúng ta thì sao? Cái thần chúng ta thì sao? Đây thách thức chúng ta đối mặt, bệnh nhân đối mặt của chủ phẫu là đối mặt với bác sĩ gây mê hồi sức. Khi đó không có vai trò của bên thần nữa, không có vai trò của cấp cứu nữa, không có vai trò của tim mạch nữa, thì chúng ta có cái gì để giúp không? Chúng ta đang tìm một cái gì đó, mà trong khi trong tay chúng ta cũng là nước tiểu, cũng là creatinine thôi. Cho đến bây giờ chúng ta chỉ có hai thứ này thôi. Đến 2019 á, 2019 2021 thì Cardigo lại họp lại lần nữa để đưa ra những cái khuyến cáo hoặc là những consensus, nhưng mà nó chỉ quan tâm đến cái thần màng thôi.
Do đó khi nào chúng ta đi hội chẩn một bác sĩ thần niệu, một thần á, thì họ sẽ nói rằng cái này cho thuốc này, rồi theo dõi 24 tiếng, 48 tiếng, nếu có gì thì mời tôi lại, kẹt lắm là chạy thần. Tuy nhiên họ không giải quyết được cái sớm được, tại vì họ cũng như mình không có cái phương tiện gì trong tay để chẩn đoán sớm cả. Vì vậy nên chúng ta thấy cái lượng nước tiểu như hồi nãy mình nói rồi, bình thường là vốn dĩ đã thấp rồi. Đặc biệt trong năm 2010 này, hai nghiên cứu một rất là hay là chỉ có 5-15% lượng dung dịch tinh thể chúng ta truyền vào được đào thải ra trong vòng 2 giờ phẫu thuật thôi. Khác với người không được gây mê phẫu thuật thì cái số này tới 40-75%. 40-75% dung dịch tinh thể được thải ra khỏi cơ thể, trong khi đối với người gây mê phẫu thuật chỉ có 5-15% thôi. Chúng ta thấy rằng 2019 thì Mice làm một nghiên cứu khá nổi tiếng là nghiên cứu Relief đó, thì cho thấy rằng là cho dù là cái nước tiểu ở trong mổ thì nó giảm vậy đó, nhưng mà nó không có cái yếu tố gọi là giá trị tiên đoán dương tính, nó thấp chứ nó không cao. Vì vậy tiêu chí lượng nước tiểu cũng là một tiêu chí cho để ghi nhận thôi, kinh điển. Và đây là cái nghiên cứu mà mình của Han đã đưa ra đó. Han đưa ra thì đối với người volunteer, người bệnh tình nguyện đó, thì cái độ lọc của thần tới 60-101 trong khi tất cả các cái phẫu thuật cả, thì chúng ta thấy nó giảm rất là nhiều. Trong phẫu thuật bụng thì có 21 rồi. Đó là cái bình thường của cái người bình thường là như vậy. Đối với cái mê phẫu thuật là như vậy. Vì vậy chúng ta đừng đòi hỏi là trước đó bệnh nhân tiểu tốt, nhưng bây giờ sao bệnh nhân tiểu giảm? Chưa sợ lắm. Mình phải còn chờ các yếu tố khác nữa. Ví dụ với creatinine huyết thanh là gì? Thì nó tăng rất là chậm. Mình nói là tổn thương đến 50% chức năng của thần thì creatinine huyết thanh mới tăng lên. Vì vậy nó có cái vùng gọi gọi là cửa sổ mù của creatinine đối với tổn thương thần cấp. Vì vậy nên tổn thương thần cấp nếu phát hiện chậm thì sao? Mình chậm nhận ra thì mình chậm can thiệp. Bây giờ mình trong các cái tài liệu khác nữa thì còn ghi là cái creatinine nó là thay đổi độc lập với cái GFA. Tại vì sao? Creatinine lệ thuộc vào cái sức cơ rồi và cái khối cơ, rồi trong mổ các phẫu thuật làm tổn thương cơ, rồi hòa loạn của các cái dung dịch nữa. Vì vậy đôi khi creatinine nó giảm vậy đó, hoặc là nó tăng vậy đó, nhưng mà cái độ lọc của thần nó không dính dáng với nhau cả. Người ta gọi là một yếu tố là hai yếu tố nó độc lập với nhau, chứ chưa chắc là dựa vào đó, nhất là trong giai đoạn vô phẫu nghe. Ở đây mình nói trong giai đoạn vô phẫu chứ không phải bệnh mãn tính. Bây giờ đánh giá thì mình có hai cách đánh giá, một là chức năng thần và mình đánh giá tổn thương thần. Cái chức năng thần thì mình thấy creatinine hoặc độ lọc của thần ok, đó là hướng rồi. Còn chức năng thần, cái mà tổn thương thần thì chúng ta chưa nhận. Các cái tổn thương thần mà chúng ta dựa vào các cái yếu tố biomarker cũ thì nó không nhạy, không đặc hiệu, chậm chẩn đoán, và nó là một cái đánh giá về tổn thương thì không có, mà chỉ là có chức năng thôi. Các cái sau này thì đang đưa ra các cái biomarker sớm hơn để đánh giá khi mà đang còn cái chưa có triệu chứng mà đã có cái stress rồi, làm tăng cái nguy cơ của tổn thương thần lên, chứ đừng chờ đến khi mà có triệu chứng rồi nó đã suy thần hoặc là nó giảm chức năng thần rồi thì thua. Thì vì vậy nên bây giờ người ta đang có xu hướng là tìm những cái biomarker nào đó mới để xác định sớm và điều trị tổn thương thần cấp. Thì đó là cái thế giới đang nhắm tới rất nhiều, mà không phải họ đã nhắm từ sau 2012-2014 là bắt đầu có biomarker mới rồi. Thì Novo biomarker này là một công cụ đo lường đáng tin cậy hơn, nó có một độ chính xác cao, rất lý tưởng cho chẩn đoán tổn thương thần cấp, nhờ sao nó nhạy và nó phát hiện sớm. Hiện nay biomarker hứa hẹn rất là nhiều, tại vì biomarker đây nó có thể sử dụng máu, và có một số biomarker sử dụng ngay nước tiểu. Chỉ cần là bệnh nhân đang mổ nhá, người ta lấy nước tiểu để xét nghiệm, tất nhiên 15 phút sau hoặc nửa tiếng sau ta đánh giá lại có thay đổi, bệnh nhân có nguy cơ hoặc là đang có tổn thương thần cấp chứ chưa phải là suy thận. Đó, vì vậy nên cái từ renal angina thì người ta ví dụ giống như tựa là pectoris, angina pectoris của cái bên đau ngực ha, thì có đau ngực cấp này thì dựa vào troponin T, thì renal angina thì dựa vào biomarker mới này, và cái đó là chúng ta thấy người ta có sự so sánh giữa angina pectoris và renal angina. Thì nó cũng đau ngực rồi OCD thay đổi rồi tim bất thường đấy, nó đấy chỉ tim mạch bất thường thì bên này cũng có tăng creatinine rồi tiểu ít và cái bất thường về trọng lượng, nhưng mà cái quan trọng là cái bên này là tăng cái troponin và bên này là tăng cái biomarker của tổn thương thần cấp. Vì vậy nên cái tổn thương thần cấp bây giờ người từ năm 2014 đến bây giờ đúng là 2012 thì biomarker đã đưa một phát triển rất nhiều biomarker, mà biomarker đây nó còn nhắm là đang tổn thương ở vùng nào của thần nữa. Ví dụ như khu tổn thương ở cái đầu đá của bác thần này thì chúng ta thấy là vùng có ba một cơ nào tổn thương, ống thần gần, ống thần gần, ống đường xa, quan lê đều có, hoặc là tổn thương đầu ra đều có hết. Người ta đi sâu đến mức độ là tổn thương ở đâu thì nó có như vậy.
mình nghĩ không ra, mà vì sao người ta tìm ra được những hướng như vậy? Thì người ta thấy rằng trong mộ, ví dụ như trong mộ, ngay thời điểm mộ đây, chúng ta thấy mộ chưa xong nhé, mộ xong là zero, thì ngay thời điểm mộ thì các biomarker đã nhận ra đã có cái diện tăng cao bất thường rồi. Ví dụ như biomarker của Engel, Engel là đã nhận ra trong mộ đã có tăng bất thường rồi, so với không tăng bất thường là điểm chấm chấm á, thì là không tăng bình thường, thì điểm mà tăng là cao rồi. Engel là ngay trong mộ, hoặc là Kim Quan, hoặc là cái tim hai và IGF BTF là nó đã tăng ở trong mộ rồi. Như vậy là nếu trong mộ chúng ta lấy xét nghiệm nước tiểu thì chúng ta đã biết là bệnh nhân này đang có tổn thương thận. Như vậy là quá trước cái 6 giờ mà sau mộ đấy, chúng ta sẽ cực kỳ nhanh, và chúng ta đang ao ước được như vậy. Thì người ta thấy rằng ở đây người ta cho rằng đưa ra ba cái dạng, một là dạng là stress marker, và một cái dạng damage marker và functional marker. Thì chúng ta stress marker thì phải ra rất là sớm, mà đó được ở nước tiểu luôn, chứ không phải trong máu nhỉ. Trong máu chưa có stress marker mà nước tiểu chúng ta tìm ra được. Thì ở đó có cái Dikov thì nó mới ra của Hàn Quốc, sau này mình không biết, nhưng mà một cái mà khá nổi tiếng ở Mỹ đã đưa ra 2014, đó là tim hai và ICF BP7. Thì cái này là từ 2014 là Nephrocheck là đã được FDA approve và cho dùng ở Mỹ. Bây giờ chúng ta 8 năm rồi chúng ta chưa thấy ở đây. Từ đó chúng ta thấy được dựa vào nó, thì Engel là hồi nãy mình nói là tăng ngay trong phẫu thuật á, thì nó độ đặc hiệu là tới gần 80%, và độ nhạy thì khó dự đoán tại vì có nhiều nghiên cứu 40-90%, nhưng đó là một cái hướng rất là tốt. Engel có ở Việt Nam không? Engel Việt Nam chỉ có ở làm xét nghiệm máu, nhưng mà vì ít người quan tâm quá, tại vì những người mà thần học mình á, thì họ đa số là quan tâm đến thần mạng thôi, chứ thần cấp ít quan tâm. Vì vậy mà cái này cần bỏ tiền ra nhiều để đánh giá thần cấp, thì trong game hồi sức thôi, mà game hồi sức mình chưa có tiếng nói lớn với Engel. Vì vậy sau một thời gian thì bên Hòa Hảo với bên Medic với bên Chợ Rẫy không làm Engel nữa, tại vì cái kit nó đắt tiền mà không ai dùng. Mình có hỏi sơ qua thì thành phố chỉ có Engel thôi, thì không được. Hiện nay thì Engel mà cũng chưa có cái loại POCT, tức là point of care test, tức là test tại trại dưỡng, thì chưa có. Cái thứ hai là cái thằng Kim, xin lỗi. Cái này nó sẽ đi lui rồi. Xin lỗi các bạn tí nha. Rồi, cái Kim một thì cũng tốt, nhưng mà nó chưa có xét nghiệm tại dưỡng. Rồi cũng bỏ quên đây. Cái mà mình đang quan tâm nhiều nhất là cái biomarker rất nhạy và chính xác để chẩn đoán tổn thương thận cấp, mà từ 2014 là FDA của Mỹ đã approve trên ở nước Mỹ rồi. Thì cái này approve với cái biệt dược là Nephrocheck đó. Và cái này trong cái nghiên cứu của Sapphire trên 700 bệnh nhân ở 35 trung tâm ở Hoa Kỳ, người ta nhận thấy rằng rất là tốt. Nó có sự phân biệt, nếu mà giảm hay là không giảm thì nó có tăng cái biến chứng của IGI nữa, cái tổn thương thận cấp liền. Và người ta thấy là cái cặp này tim 2 và IGF BP7 đã được đánh giá là sớm ở khoa bệnh nặng và có thể xác định người bệnh tổn thương thận cấp và có nguy cơ tử vong hoặc là có nguy cơ lọc thận sớm. Cái ý nghĩa của cái hai cái này là sao? Ở đây người ta biết rằng bình thường cái tế bào của mình phát triển, tế bào của đặc biệt tế bào ống thần phát triển thì nó sẽ lớn lên, cái chu kỳ của tế bào á thì nó sẽ lớn lên, sau đó nó phân đôi ra và nó trở thành tế bào mới. Nếu có một cái gì, cái trở ngại, một cái sự cố gì xảy ra trong cái phát triển đó, ví dụ như thiếu máu, thiếu oxy, thì cơ thể ngừng, người ta gọi là chu kỳ tế bào. Thì khi ngừng chu kỳ tế bào rồi thì nó sản xuất ra hai cái chất là tim 2 và IGF BP7, và hai chất này sẽ ngừng và sẽ bài tiết ra nước tiểu. Và chúng ta cái xét nghiệm này là một cái xét nghiệm tại giường, giống như cái test mình kit test rồi đó, chúng ta chỉ lấy nước tiểu xét nghiệm loại này và thấy cái này nó tăng lên 0.3, ok, đây là bệnh nhân đang có tổn thương ở mức tế bào của tổn thương thận cấp cực kỳ sớm. Vì vậy nó làm được ngay trong mổ luôn, trong mổ chỉ cần lấy nước tiểu thử ra bệnh nhân đã có tổn thương thận cấp. Có ai dám làm không? Cái nghiên cứu của Sapphire là đã nhấn mạnh như vậy, và hai cái biomarker này đã cho thấy được là rất giá trị trong đánh giá tổn thương thận cấp sớm. Gần đây nữa, năm 2019-21 thì Simvatong thì nếu ai mổ tim thì sẽ biết được tay này cũng khá nổi tiếng. Và người ta thấy rằng là trong khi mà làm theo dõi nước tiểu thì người ta theo dõi oxy của nước tiểu giống như chúng ta dễ theo dõi SPO2 vậy, hoặc là theo dõi nhiệt sụp thuộc của não vậy đó. Người ta thấy theo dõi là oxy trong nước tiểu, nếu nó có giảm, bệnh nhân có tổn thương thận cấp.
mình không nghĩ ra được những cái nhà khoa học cực kỳ vĩ đại, mình cho là như vậy. Họ làm một cái dụng cụ để mà đo cái nước tiểu, đo cái oxy trong tiểu với một sensor, và từ đó chúng ta thấy, nếu chúng ta nhìn kỹ vào đây, chúng ta thấy ở đây nó có một cái SpO2 động mạch, còn đây là cái của cái não, và cái này là cái oxy của nước tiểu. Và từ đó người ta thấy, người ta đánh giá được cái bệnh nhân đã có tổn thương khi đó rồi. Năm 2019 người ta đưa ra một cái khái niệm gần gũi hơn nữa là tổn thương thần cấp sau mổ. Bây giờ không nói chu phẫu nữa, chu phẫu dài dòng trước mổ, trong mổ. Bây giờ cái consensus năm 2019 thì của IDQI24 đã đưa ra gồm có 5 cái nhóm, họ nghiên cứu 5 cái mảng khác nhau, nhưng đều cái mình rất là quan tâm nhiều đến cái định nghĩa của cái tổn thương cấp sau mổ. Và khi ở trong cái nhóm này đã đề xuất ra một cái định nghĩa mới là nếu 1S có nghĩa là chưa có tổn thương nước tiểu, chưa có tổn thương cái creatinine thì đã có cái biomarker dương tính rồi, là 1S, và còn sau đó là 1A 1B là dựa vào là có hoặc không có biomarker, 2A 2B dựa vào giống như cái DIGO vậy, nhưng mà thêm cái biomarker vào. Và từ đó người ta thấy rằng cái tổn thương này, cái sinh lý bệnh của tổn thương thần cấp sau mổ này nó liên quan đến cái việc cái ví tuần hoàn của thần có tưới máu tốt không, thứ hai là nhu cầu oxy của thần, thứ ba là viêm hoặc là nhiễm trùng. Và họ cũng đưa ra là phải đánh giá cái sức khỏe của thần trước, mình dùng cái sức khỏe kidney health là đánh giá trước để xem như thế nào, có yếu tố như thế nào để tăng vô cái yếu tố nguy cơ thể chỉ đọc thêm. Và đến năm 2020 này thì 2019 luôn thì người ta cũng đưa ra là cái vai trò nhiễm khuẩn huyết hay sepsis là cũng đóng góp rất lớn vào trên tầng tổn thương thần cấp chu phẫu. Tại vì chúng ta rất thường gặp mổ những trường bệnh nhân mà bệnh nhân đang nhiễm trùng, bệnh nhân đang có nhiễm khuẩn, đang có sepsis, thì cái nguy cơ của sepsis nó tăng lên cực kỳ lớn. Và nếu mà chúng ta phát hiện được thì biết chắc chắn là tổn thương thì chúng ta phải có cái hướng trước đi. Đây, nếu chúng ta thấy sepsis với IKI, có thể sepsis riêng, có thể IKI riêng, mà hoặc sepsis cộng với IKI nữa, thì nó sẽ đưa đến cái nguy cơ rất lớn cho bệnh, con người người bệnh. Và cái mà chúng ta không bao giờ quên đó là sử dụng cái FS test, cái furosemide stress test, là đây một cái công cụ khá cổ điển và chúng ta có sẵn available trong tay bao giờ cũng có Tết á, thì chúng ta nhớ để áp dụng đi. Tại vì cái này là từ Conner đưa ra 2015, nhắc nhở lại là cái test này không nhất thiết phải bỏ các tiêu chuẩn cũ. Có máy hô cơ thì ok, tốt rồi, mà không có thì được. Nhưng mà nếu chúng ta làm và để chúng ta thấy cái độ nhạy của nó tới 87% và độ đặc hiệu của nó tới tới mức 84% rồi, cái đó chúng ta cho bệnh nhân 1 đến 1,5 mg cái furosemide và ký chích một liều. Sau 2 tiếng hồ thấy trên 200 hay dưới 200 ml, chúng ta biết là bệnh nhân có tổn thương thực thể rồi hoặc là chưa tổn thương thì chúng ta còn cứu vớt cách này cách nọ. Đây là các cái sinh lý bệnh mà mình không có thảo luận thêm. Đó, cái phân loại nguy cơ theo SPARC. SPARC đây là ông một người Hàn Quốc mà ông muốn cái tên ông được gắn vô cái chỗ cái này vì ông tên là ông Sehun Park. Mà chỉ Sehun chỉ sinh là C là S, nó không biết ông làm sao. Ông xếp vô là simple. À, simple post operative AK risk thành là SPARC. Có tên là ông luôn. Thì cái này là phân loại 1 2 3 4 hay ABCD đó để đánh giá thôi. Mình thấy rằng không có mình không đọc được nhiều các cái tài liệu mà dựa vào cái yếu tố mà đánh giá này trước mổ để có cái kết quả sau mổ có thực hay không, cho nên mình không có chưa ủng hộ với cái này lắm. Chắc là nhà anh Dũng đi nhanh một chút vì mình còn thời gian rất là nhiều câu hỏi. Rồi, ok, bây giờ tiếp phần nào để giúp phòng ngừa, mình sẽ nói rất nhanh và anh chỉ có đọc tài liệu thêm một số thước giúp có phòng ngừa trước tiểu tổn thương thần cấp được không. Thưa không, chủ yếu là đảm bảo tưới máu thần và đừng để thiêu dịch. Các cái thuốc mà đưa ra đây chẳng qua là trong quá khứ thôi, hiện tại người ta không quan tâm. NACCCin cũng được chứng minh gì, các statin cũng không được hỗ trợ gì ủng hộ về chuyện này, các dexamethasone cũng không ủng hộ gì. Tuy nhiên người ta thấy là dexamethasone thì nó có giảm cái tổn thương thần cấp sau mổ. Đây, cái nghiên cứu này là nghiên cứu nói như vậy. Cái tiền thích nghi, một cái tiền thích nghi giống như tiền thích nghi của cái nhồi máu cơ tim vậy. Chúng ta đo huyết áp lên, chúng ta cứ 5 phút xạ thì nó sẽ tạo những cái yếu tố để thuận lợi cho bảo vệ thận sau đó. Đây, cái chúng ta có thể đọc thêm thì người ta thấy là nghiên cứu nó có giảm được nhiều đó. Về cái liệu pháp thay thế thận chúng ta bàn ở đây tại vì cái này sau mổ rồi, nhưng mà người ta khuyên là đừng có làm sớm lắm, làm lớn cũng không có hiệu quả gì so với để bình thường.
về cái gói Kadigo. Cái này là cái phác đồ Kadigo để chúng ta đưa vào cái phác đồ để chúng ta dùng. Thì trong phác đồ này nó có bốn vấn đề lớn: tối ưu hóa huyết động, tránh dùng các thuốc gây độc thần, kiểm soát đường huyết và hỗ trợ dinh dưỡng. Thì Prevaki năm 2017 đã để làm một nghiên cứu này, và ta thấy rằng là dù sử dụng phác đồ này thì nó có giảm được các yếu tố rất là lớn, nó giảm được các cái tỷ lệ mà tổn thương thận cấp. Về tối ưu hóa huyết động, cái này thì thật sự phải nói rất là dài nhưng mà mình không có thời gian để nói nhiều. Trong nghiên cứu Optimize chúng ta thấy rằng là phải để ý cái chuyện là nếu mà chúng ta không tối ưu hóa trước thì nó sẽ đưa đến tình trạng là tổn thương thận cấp. Nếu chúng ta tối ưu hóa thì nó không thay đổi gì nhiều, nhưng mà riêng với cái tổn thương thận cấp thì nó có giảm. Đến 2019 là cái nghiên cứu của Ran An là nghiên cứu làm cho mọi người phải nhức đầu, tại vì ông cho rằng nếu để huyết áp dưới 60mm thủy ngân trong bộ ép trung bình nha, từ 1 đến 5 phút cũng đã bắt đầu có tổn thương thận cấp sau mổ rồi. 1 đến 5 phút thôi. Đấy, chúng ta thể kéo dài đến 1 đến 5 phút thôi. 5 đến 10 phút hoặc là trên 10 phút thì tỷ lệ nó còn nhiều hơn nữa. Và đây các nghiên cứu trên 5.000 người, trên 42.000 người và trên 112.000 người đều cho rằng nếu giữ huyết áp trung bình của động mạch mà dưới 60, dưới 55 thì chắc chắn là có tổn thương thận cấp sau mổ. Và một cái nghiên cứu khá lớn của Mathis này, thì ông cho rằng là nếu cái mà tổn thương thận cấp mà cái huyết áp thấp đó còn tùy thuộc vào người bệnh nữa. Nếu người bệnh mà cái nguy cơ nền thấp á, thì không sao. Mà nguy cơ nền trung bình á, thì huyết áp thấp dưới 60 là có vấn đề. Mà nguy cơ nền mà cao á, là huyết áp dưới 65 cũng có vấn đề. Do đó nên có thể xem. Cái hồi nãy mà chúng ta bàn là vậy có ngừng ACE, ngừng ức chế men chuyển, ức chế thụ thể trước không để tính tình trạng huyết áp khi chúng ta dần mê không? Thì tranh cãi nhau nhiều lắm. Cho đến bây giờ thực hành là chú phẫu vẫn giả định rằng sắp tới rồi thôi là giảm nguy cơ tổn thương thận cấp, chú phẫu dựa trên cơ sở sinh lý học là cái ức chế men chuyển này làm rối mất cái rối loạn cái điều chỉnh của thận, từ điều chỉnh của thận, đồng thời là làm bị tụt huyết áp trong mổ. Nhưng mà cái đó có thực tế có thực tế hay không thì nghiên cứu rất nhiều, các nghiên cứu đều cho rằng nó không rõ ràng. Và các nghiên cứu này đã chứng minh là cái nghiên cứu này á của Hoffman thì cho rằng nó làm giảm tỷ lệ tử vong nếu ngưng. Một nghiên cứu khác nó cũng thay đổi như nhiều, làm cho bác sĩ gây mê mình đứng trước tình trạng gọi là dilemma, tiến thoái lưỡng nan không biết là ngừng hay không. Do đó nói như bác sĩ Dũng nói thôi, cái này chưa có cái lai rõ ràng, nhưng mà ngừng cho chắc ăn, mà có cái chứng cứ không thì không rõ ràng. Rồi đến việc bù dịch, cái nghiên cứu của Mai năm 2018, trong nghiên cứu Relief mình nói là nghiên cứu bạc lề của việc sau và trước khi mà ERAS, thì chúng ta thấy rằng là nghiên cứu này đã cho thấy là từ khi có ERAS mà sử dụng mà hạn chế dịch truyền thì cái tổn thương thận cấp nó tăng lên đáng kể, 8.6 so với trước đó có 5. Mà nếu mình truyền tự do, còn nếu mà gai gắt quá thì nó là tổn thương thận cấp thêm nữa. Vì vậy nên Branstrup là một cái tác giả đề nghị rằng đừng có cố gắng kéo xuống mức zero, cân bằng dịch vừa thôi, hơi dương chút được, gọi là truyền dịch rộng tay một chút, chứ đừng có quá thắt chặt thì nó sẽ an toàn hơn và tốt hơn. Các loại dịch truyền nào được dùng thì ở đây chúng ta nhìn cái bảng này, chúng có thể thấy được cái loại dịch truyền, cái mặt dưới này là tốt và xấu nha, cái mặt này là tốt và ở dưới thì tốt mà trên là xấu. Thì chúng ta HES là tệ nhất, HES nằm trong mạng này là tệ nhất, còn gelatin cũng là tệ nhưng mà nó còn nằm thấp. Còn duy trì tốt nhất là cái thể tích cao, thể tích dịch nhiều ha, thì cũng không bằng là thể tích dịch ít, mà các cái dung dịch này tinh thể thôi. Còn nếu có dung dịch amomin cũng được xem là không tốt bằng. Vì vậy khi mà chúng ta truyền dịch, chúng ta nên các dung dịch tinh thể, và nếu có nguy cơ tổn thương thận thì chúng ta vẫn ưu tiên các cái dung dịch mà natri chloric. Cái đó chúng ta có thể không thích mà nói tại vì nó gây tăng to rồi acid, nó thật sự không phải, nó sẽ hạn chế rất được nhiều. Thì các nghiên cứu của bên nội thận đó thì đều ca ngợi cái natri chloride hơn. Và chúng ta thấy là khi mà chúng ta dùng được dung dịch tinh thể cao phân tử thì nghĩ rằng nó sẽ nằm trong máu được lâu hơn, nhưng mà nghiên cứu của các cái nghiên cứu này thì thấy nếu mà albumin và saline thì có hơn nhau 1:1.4 à, còn các nghiên cứu HES khác thì là 1:1.1, 1:1.2, không hơn nhau gì, không, thời gian lưu lại trong mổ không hơn nhau gì hết, đặc biệt trong mổ nha, chứ ngoài là khác. Vì vậy nên
cái thời cái gọi là cái Eras thì hỏi như vậy, nhưng tổng thể lại thì Eras nó có làm xấu hơn không? Thì người ta thấy là Eras không làm xấu hơn tình trạng mà tổn thương thần cấp, cái gọi là chữ Era đó là không có tổn hơn, nhưng mà đừng có quá gắt gao. Và đây là hai cái nghiên cứu mà khá nổi tiếng mà chúng ta thấy rằng là hai nghiên cứu là cho rằng đây, nếu Eras nè mình ca ngợi Eras thì cuối cùng Eras đã tăng lên cái tổn thương từ cấp lên 13. Nếu trước đó trước kỷ nguyên Eras thì 7, mà sau đó thì lên 13 tổn thương từ cấp đó. Nhưng mà khi tổn thương từ cấp thì nó cũng ok hơn, không để nổi gì. Ở bên này thì nghiên cứu của trên khác cũng trên một số lượng lớn của Hasinger thì trước kỷ nguyên trước thì là 11, sau là 13. Có nghĩa rằng là nếu chúng ta tuân thủ Eras quá mức, tất nhiên hạn chế dịch quá thì có thể không tốt. Đây là cái nghiên cứu mà cho thấy rằng nếu mà Eras này mà theo Canigol như Eras thì nó sẽ là tăng cái tổn thương thần cấp, nhất là tổn thương cấp nhẹ thôi, nhưng mà nặng thì không ngang nhau. Các cái nghiên cứu này thì nó để hỗ trợ thêm cái việc kia thôi. Tránh tiếp xúc với thuốc gây độc thần thì chúng ta biết một số thuốc gây độc thần, mà nếu mà chúng ta có dược lâm sàng hỗ trợ thì nó sẽ giúp giảm được cái tỷ lệ phơi nhiễm được 38% và giảm được tổn thương thần cấp 64% trong một nghiên cứu của Goldstein năm 2016 ở Hoa Kỳ. Thì chúng ta thấy nếu mà có giảm được các cái tổn thương, giảm được các thuốc gây tổn thương thần đó, thì chúng ta sẽ có hiệu quả. Và cái là một số thuốc gây tổn thương thần. Kiểm soát đường huyết thì như hồi nãy bác sĩ Nam đã nói rồi, nhưng mà riêng trong cái mê hồi sức, đặc biệt trong cái tổn thương thần cấp thì ta khuyên từ 140 đến 180. Tại sao? Cái nghiên cứu Night Sugar chúng ta ai biết cả rồi, thì nếu chúng ta dùng tích cực quá thì nó bị hạ đường huyết và biến chứng cũng hạ đường huyết nhiều hơn là tăng đường huyết. Hỗ trợ dinh dưỡng thì chúng ta khỏi phải bàn là có rất nhiều vấn đề. Và cái cardio chúng ta phải quan tâm là từng bước tùy theo mức độ nặng nhẹ của bệnh nhân. Do đó cái thông điệp mang về hôm nay là gì? Chúng ta biết tổn thương thần cấp là khó khăn rồi, các cái chẩn đoán nó quá trễ. Bây giờ mong muốn nhất là có bài hồ cơ mới, và bài hồ cơ mới đó nó thuận lợi là tại vì chúng ta chỉ cần lấy nước tiểu thôi là chúng ta có thể đánh giá được rồi, và kết hợp lâm sàng bài hồ cơ thì sẽ phân tầng được nguy cơ, và từ đó chúng ta sẽ tích cực. Cái tích cực là làm gì? Chúng ta dùng theo phương pháp cardio. Thứ nhất là ổn định dinh dưỡng, tăng dinh dưỡng trước mổ và trong mổ và sau mổ. Thứ hai là đường huyết chúng ta đừng để tăng quá. Thứ ba là tránh dùng các thuốc độc thần, và cái cuối cùng là chọn loại dịch truyền để mà bù dịch như thế nào cho hợp lý. Đừng để cái bi lăng âm và đừng để bi lăng zero, mà hơi dương dương một chút thì thấy hiệu quả hơn đối với các cái kỷ nguyên ERAS chúng ta. Đây là các cái bài mình trình bày. Xin cảm ơn.